Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho sáng nay ngày 17 tháng 1. Ngay sau đây sẽ là các tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Mưa phùn, mưa nhỏ quay trở lại, miền Bắc tái diễn nồm ẩm. Bình Thuận, vụ sạt lở nghiêm trọng 17 hộ dân, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Trung Quốc, khoảng 1.000 du khách mắc kẹt ở Tân Cương sau vụ lở tuyết. Mở đầu bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay là những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình thời tiết tại miền Bắc. Thưa quý vị, sau một ngày nắng ấm, Hà Nội và miền Bắc lại tiếp tục đón mưa trở lại. Tính chất mưa có các vùng không đồng nhất. Theo dự báo thời tiết hôm nay, chỉ sau một ngày nắng ấm, miền Bắc có mưa ẩm trở lại. Tính chất mưa các vùng không đồng nhất do có sự chi phối của hai nguồn gió ẩm khác nhau. Với khu vực đồng bằng ven biển, nguồn cung ẩm là gió đông nam tầm thấp từ ngoài biển thổi vào, mang mưa ẩm, mưa phùn cùng với sương mù. Còn tại vùng núi, rãnh gió tây trên mực 5.000 m di chuyển sang, gây ra mưa rào từng đợt, khả năng nhiều nơi có những điểm mưa nặng hạt hàng chục mm. Mưa rào vùng núi có thể xảy ra bất chợt ngày hôm nay, còn mưa phùn, mưa nhỏ ở vùng đồng bằng và ven biển xảy ra vào ban đêm và sáng sớm. Ban ngày trời âm u, mây dày mang đến cảm giác lạnh, nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc trong khoảng 21-24 độ. Với Trung Bộ và Tây Nguyên, thời tiết hôm nay các thành phố từ Thanh Hóa trở vào Quảng Ngãi, đôi lúc có mưa nhỏ. Quy Nhơn, Phan Thiết, Nha Trang, Pleiku, Gia Nghĩa, nắng ráo, nhiệt độ dễ chịu, không nơi nào vượt quá 30 độ. Nền nhiệt ở mức cao nhất của cả nước là khu vực Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 30-33 độ, độ ẩm trong không khí về trưa, chiều khá thấp, nhiều điểm có độ ẩm dưới 50%. Thưa quý vị, vụ sạt lở xảy ra không thiệt hại về người, nhưng có 3 hộ dân thôn Tiến Hải thiệt hại về tài sản. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 300 triệu đồng. Mới đây, Phó trưởng Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Phan Thiết, ông Nguyễn Văn Nghị cho biết đã có báo cáo tình hình sạt lở do chiều cường kết hợp gió đông bắc thổi mạnh trên địa bàn xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết. Theo đó, trong 2 ngày 11 và 12 tháng 1 năm 2024, do gió mùa đông bắc kết hợp với chiều cường dâng cao gây sạt lở đất trên địa bàn hai thôn Tiến Hòa và Tiến Hải thuộc xã Tiến Thành. Cụ thể, chiều dài đoạn đất bị sạt lở dài khoảng hơn 100 mét ở thôn Tiến Hòa, ảnh hưởng khoảng 8 hộ dân nhưng không có thiệt hại về tài sản. Ở thôn Tiến Hải, chiều dài đoạn bờ đất bị sạt lở vào khoảng 130 mét, ảnh hưởng khoảng 9 hộ dân, trong đó có 3 hộ dân thiệt hại về công trình phụ, sập hàng rào và hồ bơi. Ngay khi xảy ra sạt lở, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cùng với các phòng ban chức năng đã xuống hiện trường và chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Tiến Thành. Ủy ban Nhân dân xã Tiến Thành đã hỗ trợ 1.000 cây cọc, 1.000 bao để vào cát và tổ chức lực lượng hỗ trợ. Hải quân 681, Tổ công tác Biên phòng xã Tiến Thành, Thành đoàn Phan Thiết, cán bộ, công chức, xã và các hộ dân khoảng 200 người để hỗ trợ người dân đóng cọc và vào bao cát chắn đất. Vụ sạt lở xảy ra không thiệt hại về người, nhưng có 3 hộ dân thôn Tiến Hải thiệt hại công trình phụ, sập hàng rào và hồ bơi, tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 300 triệu đồng. Về công tác khắc phục hậu quả, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Tiến Thành thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, khẩn trương hỗ trợ cho người dân gia cố tạm thời tại khu vực sạt lở, đồng thời thường xuyên theo dõi dự báo tình hình thời tiết, đặc biệt bản tin gió mùa đông bắc để cảnh báo, hướng dẫn người dân nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Bên cạnh đó, khẩn trương thống kê thiệt hại và đề xuất hỗ trợ đối với người dân bị thiệt hại. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc vừa đưa tin, tuyến đường dẫn tới làng Hemu, thắng cảnh nổi tiếng gần biên giới Kazakhstan, Nga và Mông Cổ, đã bị chặn vài ngày qua do lở tuyết. Ngày 16 tháng 1, Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin khoảng 1.000 du khách vẫn đang mắc kẹt tại khu du lịch miền núi nổi tiếng ở vùng Tân Cương, miền Tây Bắc nước này khi tuyết rơi dày và thời tiết lạnh cản trở công tác cứu hộ. CCTV đưa tin tuyến đường dẫn tới làng Hemu, thắng cảnh nổi tiếng gần biên giới Kazakhstan, Nga và Mông Cổ, đã bị chặn vài ngày qua do lở tuyết. Làng Hemu nằm ở khu Antay, nơi tuyết rơi không ngớt suốt 10 ngày qua. Tuyết rơi dày dẫn tới hàng chục đợt sạt lở tuyết dọc các đoạn chính trên tuyến cao tốc ở dãy núi Antay, kết nối với địa điểm khu du lịch Kanas. Tuyết sạt lở xuống mặt đường, có nơi dày tới 7 mét, thậm chí cao hơn thiết bị dọn tuyết. Các lực lượng khẩn cấp đã nỗ lực cứu hộ và dọn dẹp tuyết trên đoạn đường dài khoảng 50 km. Tuy nhiên, đá sạt lở, mảnh vỡ và cành cây bị tuyết cuốn xuống mặt đường đã cản trở đáng kể tiến độ thực hiện. Một số phương tiện dọn tuyết không thể hoạt động trong điều kiện này, khiến lực lượng cứu hộ phải dùng những cách thô sơ hơn là xẻng và máy xúc.
công tác tiếp tế đồ thiết yếu cho những người mắc kẹt cũng gặp khó khăn do thời tiết ở vùng núi liên tục thay đổi. Theo CCTV, sáng ngày 16 tháng 1, một chuyến trực thăng chở hàng tiếp tế gồm bột mì và nhiên liệu tới làng Hê Mù đã bị hoãn. Trưởng ban quản lý đường cao tốc An Tây Zhao Jinsheng cho biết các đợt lở tuyết xảy ra nhiều bất thường. Đơn vị này đã huy động 53 nhân lực và 31 thiết bị, máy móc phục vụ công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả của vụ lở tuyết. Tuy nhiên, ông Zhao lo ngại sẽ mất thêm thời gian để nối lại lưu thông trên đường cao tốc dẫn tới làng Hê Mù vì một lượng tuyết lớn chặn 4 km cuối cùng của tuyến đường. Cuối tuần qua, một số du khách đã được sơ tán bằng trực thăng. Tiếp theo chương trình sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung cho ba miền trong ngày hôm nay 17 tháng 1. Tại Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời rét. Trung Bộ, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16 đến 19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Riêng khu vực Việt Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 22 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất 25 đến 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, sóng cao 2 đến 4 m. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2 đến 3,5 m. Tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong sáng ngày hôm nay 17 tháng 1. Tại thủ đô Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Thành phố Vinh, mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Thành phố Huế, nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Thành phố Đà Nẵng, nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Những thông tin về thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào chiều tối nay ngày 17 tháng 1. Xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!